Nếu như khách hàng nào mà thường xuyên tham gia những buổi báo giá trực tiếp hay là theo dõi những buổi em Hương báo giá trên livestream thì các bác có thể thấy rằng bên em Hương rất là nhiều lần về xe Innova, nhưng cứ về mẫu xe nào là em lại chốt ngay trước xe đấy nhé. Thì hôm nay em lại về thêm được một mẫu xe Innova bản G, xe gia đình đây ạ. Xe tư nhân gia đình đời 2007 bản G xịn, trang bị động cơ là 2.0 Innova 7 chỗ ngồi với một cái lốp sơn cực bóng đẹp cho em này. Biển là biển 20A. Nếu như khách hàng nào mà đang ngồi trước màn hình, trước máy vi tính mà có vô tình nhìn thấy được cái clip này của em mà đang ưng một mẫu xe Innova thì nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790 hoặc đến trực tiếp bên showroom bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương ạ. Còn bây giờ thì em sẽ quay chi tiết hơn để khách hàng nhà mình có một cái nhìn đánh giá tổng quan hơn về chiếc xe Innova bên em này. Cụm đèn pha cực kỳ to bản nhé, đèn halogen có đèn phá xương, ốp hết hai bên đèn pha là ốp mạ chrome cao cấp rồi. En Innova này thì có cả đèn gầm đầy đủ cho em này. Innova tư nhân gia đình đây ạ. Quay luôn khách hàng nhà mình một dàn lốp này, khe rãnh còn rất là sâu. Khi các bác đi xem xe, mua xe, các bác nhìn lốp xem này, nếu như mà cứ còn ăn được những hòn sỏi vào đây thì là cái khe rãnh lốp còn rất là sâu, còn lâu mới phải thay đúng không ạ? Gầm bệ thì em cũng cam kết là không mục mọt nhá. Phanh này, các bác nhìn phanh cho em này, la răng thể thao này, bộ phanh này cực kỳ an toàn luôn. Đời 2007 và cam kết không đâm xô và không ngập nước, cũng như là gương kính thì em cũng cam kết liền đời theo xe. Xe thì ốp hết mạ chrome cao cấp từ tay lắm cửa này, hoặc cái phần ốp gương này các bác nhìn thấy cả em Hương ở đây nhá. Em chân kính cũng là ốp hết rồi, các bác nhìn này, chỉ số số 6 này, đời xe 2007 mà số gương bé hơn thì sẽ tức là gương kính liền đời này. Có luôn cả vỉa chắn mưa nhé, mở luôn bên trong các bác xem này. Phần táp ly cửa thì các bác không thể chê được một điểm nào, từng con ốc nhỏ nhất em Hương cũng quay đây ạ. Và giá chào bán chỉ có 240 triệu cho chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi gia đình đây ạ. Keo chỉ zin 4 cánh cửa này, cánh cửa nguyên bản, phần trên sẽ là táp ly này, còn phần dưới sẽ là cái phần da đẹp như thế này nhá, đục lỗ thông hơi. Ốp cho em những cái viền mã mạ vân gỗ này cực đẹp luôn. Các bác nhìn này, móc khóa còn sáng choang. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa. Vừa rồi em đã test loa rồi, nghe nhạc vàng cực phê luôn. Bác chủ cũ cũng là một người yêu thích dòng nhạc bolero, nên là vừa rồi em thấy trong xe có rất là nhiều DVD của dòng nhạc bolero luôn, nghe nhạc cực hay luôn ạ. Đây các bác này, rất là nhiều đĩa luôn. Một em Innova với cái hệ điều hành cực kỳ mát cho em nhé, rất là mát luôn. Bác chủ cũ cũng cẩn thận này, thêm một cái thảm này ở trên mặt táp lô, không phải là che khuyết điểm đâu ạ, đơn giản là vừa chống nóng này, vừa đỡ bị xước. Bác nào mà cứ yêu xe sẽ là nhìn thấy là sẽ sót xe, nên là sẽ bọc cho em nói những cái mà để cẩn thận hơn, giống như là mình dùng một chiếc điện thoại đấy ạ, bọc những cái cảm ứng mà để bảo vệ xe thôi ạ. Trần là trần lỉ zin nhưng mà cũng bọc mà ly lông sạch sẽ cho em rồi. Bộ ghế da zin theo thời gian 5 tháng sử dụng thì em nó có hơi xuống cấp về màu sắc thôi, chứ còn em nhìn thì vẫn là đẹp lắm ạ, da zin vẫn còn đẹp lắm, cái gì là zin cũng đẹp rồi. Từng con ốc nhỏ nhất đây ạ, em Hương quay rồi. Gương kính em cũng cam kết liền đời theo xe này các bác, khách hàng nào chốt xe bên em nên Hương cứ yên tâm thôi ạ. Đây các bác nhá, nhìn này, trần này, điều hòa hai vùng nhé các bác này, dù các bác ngồi ba vùng luôn, ở bên khu vực bác tài sẽ ngồi điều hòa vùng này, hàng ghế thứ hai thì vùng này, hàng ghế thứ ba cũng đầy đủ điều hòa cho em luôn, nên các bác ngồi xe 7 chỗ này các bác cứ sợ nóng hay sợ lạnh thì vùng nào cũng có điều hòa cho em, ghế da đẹp căng luôn nhá. Dù là ghế da zin theo 5 tháng đi cùng với xe nhưng mà vẫn rất là đẹp luôn. Từng con ốc đem đều quen là táp ly đây, 4 cánh cửa keo chỉ zin luôn. Táp ly còn nguyên cái phần nguyên zin của em, nó là cái phần da mềm đục lỗ như thế này ạ. Keo chỉ zin này, móc khóa này, sticker là còn nguyên cho em nhé, đời 2007 ạ. Vừa rồi thì em đã quay chi tiết một bên rồi, bây giờ em sẽ đứng ra xa một chút để khách hàng cùng nhìn được luôn. Form dáng của xe này, đời 2007, giá chào bán 240 triệu bản G đẹp cho em. Phía sau chiếc xe Innova này thì cũng có một cái cam lùi cộng với hai cái cảm biến va chạm phía sau. Cụm đèn pha phía trước ốp mạ chrome thì cụm đèn hậu phía sau cũng ốp mạ chrome cao cấp hết cho em rồi. Cực kỳ sắc nét luôn, có đèn báo rẽ trên cao các bác nhìn này, hai làn luôn, hai cái luôn. Khoang cốp của Innova thì nó là hệ xe đăng ký 7 chỗ ngồi chở người, nên phần khoang cốp thì nó sẽ vừa phải thôi, tầm 40 phân là chiều cao, nhưng còn chiều dài hơn 1 mét rồi. Nhưng mà khi các bác không ngồi đủ 7 người, các bác sẽ hạ hàng ghế thứ ba xuống cho em, thì nó sẽ là một khoang cốp cực kỳ lý tưởng luôn. Đây, từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay luôn, nên các bác hoàn toàn yên tâm này.
máng nước hai bên phần cốp đây các bác nhìn này, keo chỉ zin này, lốp bấm đinh tán này, còn đầy đủ đẹp cho em. Bên này cũng vậy luôn, đôi thủ thì cực kỳ nhẹ nhàng. Innova. Nếu như mà giới trẻ thì các bác sẽ thích dòng xe 7 chỗ Xpander hơn. Nhưng cái bác mà chung chung một chút thì một cái sự bền bỉ này, tiết kiệm nhiên liệu này, cũng như là trường tồn mãi trong tâm trí của những cái bác mà đã từng đi Innova, thì Innova nó một cái gì đấy giống như là người bạn tri kỷ rồi. Đây ạ. Ốp hết mạ chrome rồi. Một dàn lốp đẹp luôn cho em nhá, phanh đầy đủ cho em. Phanh ABS hai bánh trước đầy đủ cho em này, phanh phía sau là phanh tăng trống này, bộ la răng này, bộ lốp này còn đẹp này. Ốp hết vì ốp mạ chrome này, đẹp chân kính này, vì chắn mưa này, đầy đủ rồi. Nghe nhạc thoải mái cho em nhé. Khi mà đi đường dài các bác chở khách hay chở gia đình mình đi du lịch thì bác tài có thể nghe nhạc giải trí cho em. Đây các bác nhìn móc cửa này, móc khóa sáng choang luôn. Này cái phần da mềm này, đó, thông hơi này, nắp ly này, keo chỉ di này, móc khóa trẻ nhỏ thông minh còn đầy đủ như thế này. 245 triệu là giá Lê Hương. Em Lê Hương sẽ bao rút hồ sơ để khách hàng đi không phải vất vả nhé. Lắng mưa như thế này, hồ sơ bên em có dịch vụ làm thì em sẽ bao rút hồ sơ luôn, để các bác đi không phải vất vả này. 240 triệu thì em vẫn linh động thêm về giá. Nói chung là xe đẹp tư nhân như thế này, các bác mà vô tình nhìn thấy thôi, hoặc là đã theo dõi em Hương nhiều tháng nay rồi thì chốt thôi ạ. Từng con ốc nhỏ nhất này, móc khóa này cực đẹp cho em luôn. Bước lên luôn vào trong khoang động cơ, khoang nội thất máy móc của xe này. Khoang nội thất thì có gì? Một cái vô lăng được thiết kế 4 chấu và có túi khí an toàn. Cụm đồng hồ thì nó hơi tối, em quay hơi rõ này. Lực cá là bộ này điều hòa rất là mát luôn. Sấy sưởi kính này, có nắp bật cảm biến này, tẩu thuốc này. Các bác nhìn áo da còn đẹp luôn. Cái màn hình này nhá, tuy là bé thôi nhưng nó hỗ trợ cả đầu DVD nghe nhạc cho em. Vừa rồi em đã test rồi, các bác cứ yên tâm thôi. Đèn trần này, một cái hộp đồ để quỹ đen này. Đó, bác chủ cũ chắc là cũng đi du lịch này, có cả thung lũng gì đây, lũng cú. Quá là tuyệt vời luôn. Xe xài chở gia đình quá là ok cho em Hương nhá. Và bây giờ thì em Hương sẽ mở ra khoang động cơ máy móc, hay còn gọi được là trái tim của chiếc xe mà khách hàng quan tâm nhất trước khi xuống tiền để chốt cọc mua xe BMW Lê Hương này. Một dàn lốp các bác nhìn này, sỏi nó còn ăn sâu như thế này cơ mà. Nhấc máy lên đi ạ, 0354602790 là giá mà em Lê Hương đang chào bán tới toàn thể quý hàng thân yêu của em. Theo dõi em lâu như vậy rồi, đã đủ tin tưởng chưa ạ? Đã đủ tin tưởng để xuống tiền alo cho em chưa ạ? Địa chỉ bày bán bên em 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Xe bên em bán ra thì cam kết hết cho mình rồi nên các bác cứ yên tâm thôi. Đây, khoang động cơ máy móc của xe này. Phanh này, hệ thống phanh này, ác quy này, ụ giảm chấn giảm sóc này, cổng hút đầy đủ này. Hai bên tai đèn thì không hề bị đâm xô nên không hề có dấu hiệu bị biến dạng. Máy móc thì cực kỳ sạch cho em luôn, mặc dù là xe mộc vừa mới về nhưng mà khô ráo sạch sẽ nhá, không hề bị dỉ dầu hay dỉ nước gì đâu ạ. Đó, các bác nhìn lắp cabo cũng vậy luôn. Innova đời 2007, 240 triệu bao rút hồ sơ. Bản G xịn, động cơ trang bị là 2.0, 7 chỗ ngồi số sàn. Đăng ký đăng kiểm còn đến cuối tháng, cuối năm 2022 cơ, vẫn chưa hết đăng ký đăng kiểm đâu ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên một video rất là chi tiết về mẫu xe Innova tư nhân gia đình. Những bác nào thật sự yêu thích này và muốn sở hữu em nó nhé, nhấc máy lên đi ạ, 0354602790, 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương là địa chỉ showroom bên em Lê Hương ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.